Ely Trần công khai chuyện bị vùi dập, tuyên bố đang tìm luật sư uy tín. Ely Trần đang ráo riết tìm luật sư sau khi công khai chuyện chồng có người thứ ba. Sau một khoảng thời gian tố chồng ngoại tình, Ely Trần đã bắt đầu quay trở lại công việc và vén màn những góc khuất trong cuộc hôn nhân với chồng hợp pháp. Nữ diễn viên chia sẻ về dự định khi quyết định bóc trần tất cả mọi chuyện, đây là một cuộc chiến lâu dài, không phải ngày một ngày hai, một lần là xong. Nó còn liên quan tới kinh tế, pháp luật. Và như em đã tuyên bố, em đã đang và tiến hành tất cả các phương án cùng một lúc. Xin cảm ơn sự đồng hành ủng hộ của các anh chị em, các bạn. Sự người thì cũng có hạn thôi, chắc chắn em sẽ không dừng lại để giành được quyền lớn nhất là bảo vệ hai đứa nhỏ. Mới đây trên trang cá nhân, Ely Trần cho biết ba mẹ con cô đang bị chồng thuê người đánh sập mọi động thái của cô ở tất cả nền tảng mạng xã hội. Đồng thời người đẹp cho biết cô đang bắt đầu tìm những luật sư uy tín để tiến hành việc ly hôn. Cụ thể nữ diễn viên chia sẻ, sẵn sàng cho những điều tốt đẹp mới. Thần gửi các bạn đã và đang hỗ trợ Đen và công ty C trong sự việc này. Các bạn đang nhận những đồng tiền rất bẩn để tiếp tay vùi dập một phụ nữ thân cô thế cô. Với mong muốn duy nhất là bảo vệ hai đứa con nhỏ. Bao nhiêu năm tháng làm người, việc hay ho nhất của các bạn là những bài report, hack, si đinh và công kích tôi, tuân thủ những kẻ không giống người. Gieo gì, gặt nấy, hãy cố gắng tồn tại, ngoe nguẩy trong tối nhiều nhất có thể, trước khi bị lôi ra, các bạn nhé. Ngoài ra người đẹp không quên gửi lời cảm ơn tới những lời động viên, sự đồng hành của mọi người, Ely vẫn sẽ thực hiện những gì Ely nói. Xin lỗi nếu phải làm mọi người lo lắng, thấy phiền vì chuyện cá nhân này. Em đang tham khảo các luật sư uy tín để tiến hành vụ việc, mọi người nếu có quen biết, cả trong và ngoài nước xin hãy gửi thông tin nhé. Chúc mọi người ngày tốt lành.